có những bệnh lý khác không có liên quan trực tiếp đến bệnh lý thận do đái tháo đường thì mình nên kiểm tra lại ha. Rồi bởi vì không có thời gian nên tôi sẽ nói ngắn gọn, vậy cách giảm albuminiệu là như thế nào? Nếu bệnh nhân của mình là đái tháo đường type 2 kiểm soát tốt rồi, có một trong hai, tức là hoặc có tăng huyết áp, ở đây là bạn loại trừ, hoặc có vi đạm niệu, ở đây là có dương tính 2 lần, thì mình nên khởi phát ngay điều trị với ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể angiotensin 2. Trong tình huống này là microalbuminiệu cho nên là ức chế men chuyển người ta vẫn có thể sử dụng được. Tôi xin nhắc lại là hai cái đó không có phải là bắt đầu bởi ức chế men chuyển, rồi sau đó nếu mà có gì thì ức chế thụ thể sau, hoặc là ức chế men chuyển rồi thì bệnh nhân ho quá thì đổi ức chế men chuyển. ADA cho phép chúng ta lựa chọn một trong hai tùy theo cái khả năng dung nạp và đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân. Tức hợp là có chỉ định xài thuốc ức chế nhóm ức chế cái nhóm điện oxytocin. Nếu kiểm tra lần thứ hai và vật liệu, xin cảm ơn. Mừng thầy Khánh ạ. Cô Gia Thị Phước có ai cũng về hai câu hỏi này không ạ? Dạ em mời thầy ạ. Thì cho là em có hỏi là bây giờ nếu mà rồi cũng không thì cái cô nó nghe giống như là huyết áp lên, em đã chọn thứ thuốc tốt lắm rồi, huyết áp đã trở lại bình thường rồi, chạy gì có uống nữa hay không chẳng hạn, thì những cái chuyện đó chúng ta nó có những biết được những bệnh lý này, gần như là những cái bệnh đó bên cạnh chuyện điều trị lối sống vân vân có thứ có đóng góp, nhưng mà cũng có những tình huống gần như những thuốc thuốc đó là vừa giúp tốt khống chế lâu dài, và những bệnh đó là những bệnh không khỏi hẳn được. Cho nên là đôi khi làm sao nói để cho bệnh nhân có thể hiểu được đó là lifelong, đó là gần như là lâu dài thì hay nhất. Chứ bây giờ lâu lâu bệnh nhân cứ thử thử xem bỏ thuốc thuốc xem làm sao, rồi lại bị nhá là nhá đi nhá luôn. Ở trong đó thì bản thân chúng ta biết những loại thuốc kể cả để đái tháo đường nó đã có đã bị nó đã tới rồi đó, thì thường thường chúng ta phải điều trị lâu dài chứ nó không phải là thuốc gọi là thuốc có thể điều trị dứt điểm được. Cho nên là các anh chị hay thế lắm, mà cái đó là cái tâm lý của bệnh nhân thôi. Bệnh nhân đã bệnh uống thuốc thấy tốt, bao giờ người ta cũng trong đầu nói là như vậy liệu có thể dứt được không, hay là bác sĩ cứ bắt tôi uống thuốc này nọ vân vân đó, thế không có bệnh lý huyết áp về cách giảm như nào vân vân. Tất cả cái này nó đều là phòng ngừa, nếu đúng ra phòng ngừa còn hơn là chúng ta chữa nó bệnh. Và cái việc mà chúng ta đã làm tốt rồi, điều trị tốt huyết áp vân vân và làm cho niệu mất đi từ vi cứu vi con niệu mà không có nữa thì là tốt rồi, và đúng đúng nghĩa thật gọi là kiểm soát không phải đường huyết mà kể cả biến chứng của nó, thì tốt nhất là chúng ta phải duy trì tất cả những điều chúng ta nó đã gọi là điều chỉnh tốt trên bệnh nhân. Và hai hai cái này cũng y như vậy, sau một thời gian albumin nếu âm tính có ngừng thuốc hay không, ngừng thuốc thì nó sẽ bị lại, để nói thật với các anh chị bị lại nhanh hoặc là muộn thôi. Chứ còn lẽ đương nhiên đến cái câu này không phải là chỉ có thuốc mới giải quyết mà là một cái sự tổng hợp, trong đó chúng ta gần đây sau này chúng ta sẽ nói tới vấn đề gọi là tuân thủ điều trị, gắn kết với điều trị, và cái đó không phải là bệnh nhân nữa, cái đó chính là thầy thuốc truyền đạt niềm tin hoặc là sự kiên nhẫn gắn kết với điều trị adherence, tức là gọi là đó rồi, trong này trong điều trị nội khoa chúng ta rất cần cái đó. Và xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn thầy Phước ạ. Tôi xin tóm tắt lại trong cái phần thứ ba như thế này. Thì thật sự ra đái tháo đường, đối với đái tháo đường thì cái bệnh thận mạn, tiến triển bệnh thận mạn là một vấn đề quan trọng cần tầm soát. Và các bạn sẽ thấy không những đái tháo đường không mà tăng áp cũng là một cái vấn đề, khi có đái tháo đường trở thành nguy cơ cao. Một trong những nguy cơ cao đó thì nó xảy ra những cái biến chứng của tim mạch, trong đó có biến chứng của cái bệnh thận mạn luôn. Chỉ có một cái là trong cái tầm soát đái tháo đường như mà thầy Khánh nói thì mình tầm soát albuminiệu, và nếu bệnh nhân có tăng áp thì mình cũng tầm soát albuminiệu, vì cái đó là cái dấu chứng đầu tiên của cả tăng áp lẫn đái tháo đường. Và nếu bệnh nhân tăng áp và đái tháo đường thì cái điều này mình cần chặt chẽ hơn nữa. Cái albuminiệu nó quan trọng, bác sĩ lâm sàng mình để ý để mình làm, để mình có chỉ, vì cái chỉ định khi mà tăng áp đái tháo đường thì lúc bây giờ mà có đạm niệu thì vấn đề thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể được đặt ra. Hồi nãy các bạn có hỏi vậy, trong cái điều trị thật sự ra một cách công bằng mà nói thì như trước đây nếu mà các bạn nghe cái ACC 2020 thì ta nói rất là nhiều về những thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể trên y học chứng cứ, thì các bạn sẽ thấy là cái thuốc hiện nay để chữa những cái bệnh nhân mà cái đái tháo đường thận mạn hoặc là tăng áp đái tháo đường thận mạn thì lúc bây giờ là cái công trình nghiên cứu Việt Nam về IDNT, tức là hai cái loại thuốc ức chế thụ thể là lô sạc tăng và IV sạc tăng thì đứng hàng đầu. Tuy nhiên cái IDND, cái công trình cái chuỗi ICMA đó, thì cái IV sạc tăng là cho các bạn sẽ thấy những công trình nghiên cứu từ bệnh nhân có đàm niệu vi thể, nó sẽ làm bình thường hóa lại nước tiểu,
tránh qua cái đạm liệu về lâm sàng, và những người mà có đạm liệu lâm sàng thì sẽ làm chậm hơn cho vấn đề tiến triển qua cái bệnh thận giai đoạn cuối, cũng như là tăng cái tỷ lệ cải thiện tăng gấp đôi. Trong cái câu hỏi mà các bạn thấy là bệnh nhân mà đái tháo đường thứ hai kèm tăng áp mà các bạn sử dụng Etmesactan 300 mg, tôi nghĩ là các bạn đã bắt đầu thâm nhập y học chuyển tuyến trong cái điều trị mà bảo vệ cái bệnh thận mạng cho bệnh nhân đái tháo đường. Chỉ có cái các bạn nhớ là mình nên tiếp tục, đừng bao giờ mình ngưng lại. Thì cái vấn đề của mình nên tầm soát là vì thật sự ra cái bệnh thận mạng nó diễn tiến chậm lắm, và khi mà nó xuất hiện, tại vì cái khả năng mà chấp nhận bù trừ của thận khá tốt thì nó sẽ đưa đến những cái rất là phức tạp chạy thận giai đoạn cuối, rất là cực cho người bệnh nhân. Qua cái phần trong cái điều trị mà giảm đạm liệu thì bên cạnh mà các bạn biết là hệ thống phải nâng sotagliflozin thì nó còn những cái thuốc mà nó bảo vệ thận trình bệnh nhân đái tháo đường mà tiến sĩ Khánh vừa trình bày, thuốc ức chế động vật SGLT2 cũng như là thuốc CB động vật SGLT1 cũng như là DDP4, thì cái sự chỉ có chúng ta để ý chúng ta sẽ phát hiện ra, và các bạn áp dụng y học chứng cứ thì bệnh nhân sẽ có lợi nhất trong vấn đề này. Vâng, tôi xin hết cái phần của chuyên đề 3, xin mời nhường lại cho thầy Phước tiếp tục điều khiển hội thảo ngày hôm nay ạ. Xin mời thầy ạ. Cảm ơn phó giáo sư Châu Ngọc Hoa. Như vậy là chúng ta đã nghe liên tục ba bài báo cáo trong các chuyên đề, như chúng tôi đã nói đầu tiên đặt ra đó là một cái điểm tin, những cái tin nổi bật từ cái hội nghị ACC21 có liên quan tới vấn đề chống kết thực tiểu cầu, vấn đề điều trị nhồi máu cơ tim, vấn đề điều trị tăng huyết áp, vấn đề phòng ngừa đột quỵ sau bệnh nhân phẫu thuật tim, và vấn đề đánh giá các thuốc men điều trị liên quan tới tim mạch trong COVID. Thì phải nói rằng đối với tăng huyết áp như vậy cũng không có gì là mới cả, ngoài vấn đề xem xét lại cái tác dụng của hủy giao cảm của thần kinh thận khi chúng ta đã gặp những cái trường hợp đã dùng nhiều loại thuốc. Cho nên nó có lẽ đối với chúng ta cái khả năng áp dụng cái này thì cũng tùy các anh chị ở những cơ sở nào mà có làm được cái ablation của thần kinh giao cảm thận. Nếu mà có những bệnh nhân khó khăn quá thì chúng ta vẫn còn có biện pháp làm. Về vấn đề khai ngăn người đột quỵ thì có vấn đề làm bít tắc lại thêm cái tiểu nhĩ đấy, cái tiểu nhĩ, thì đấy cũng là một trong biện pháp khi các anh chị định tính toán là một cái quyết định điều trị cho bệnh nhân nếu có phải can thiệp phẫu thuật hoặc là xâm lấn hoặc không xâm lấn, nếu chúng ta có thể kết hợp luôn để đóng bít luôn cái tiểu nhĩ, những cái từ đốt cắt đốt trung nhĩ cho tới mổ van hay lá sửa này sửa kia thì chúng ta nên thêm, tại vì hình như nó cũng còn là một trong nguyên nhân duy trì tình trạng rung nhĩ và làm tăng cái nguy cơ của cái chuyện mà thuyên tắc mạch về sau này. Cho nên chúng tôi nói riêng về vấn đề mà lợi ích của các thuốc trên bệnh nhân COVID thì các cô Hoa tất cả đã nói rồi, đó là một cái tình trạng chúng ta thấy rằng những thuốc chống đông, đặc biệt là heparin trọng lượng phân tử thấp được khuyến cáo sử dụng rất là nhiều, vì nó chống chống lại cái tình trạng một cái phản ứng viêm quá mức với các cytokine và các interleukin 6 rồi tất cả các quá trình viêm, đồng thời tăng đông để gây có thể gây các biến chứng khác, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng có thể dễ hiểu, và cái việc chích đó cũng khá tiện, đôi khi không cần xét nghiệm máu và đồng thời các cái mũi chích cũng khá đơn giản. Riêng về vấn đề kết tập tiểu cầu thì chúng ta nghe rất hay những cái thông tin ban đầu về vấn đề xuống thang như thế nào và kết luận như thế nào, và cái phần dùng kết tập tiểu cầu đã được cái bài nói của thầy Huân làm khá rõ thêm với những cơ sở của các cái thuốc kết tập tiểu cầu, thì cần cái cho prasugrel và vai trò của copadugrel. Nếu mà nghe như vậy thì cuối cùng thấy copadugrel, cái lục lao vích là 75 mg vân vân các thứ, thì quả thật là dần dần nó thấy rằng nó có ưu điểm tương đối nổi bật, ngay cả trong vấn đề dùng bắt đầu xuống thang khi chúng ta cần làm cái đó, và kể cả vấn đề dùng lâu dài về sau nữa. Cái xuống thang đó thì theo tôi cũng rất đồng ý với các anh chị là đúng ra thì khoảng 1 tuần đầu là nguy cơ nhất, nhưng mà sau gần như là 1 tháng, tức là sau khoảng 4 tuần, sau 30 ngày thì là nó đã giảm đi, cho nên chúng ta có thể giảm, nhưng mà tốt nhất và an toàn nhất là sau 30 ngày. Và theo ý thì vâng, là có lẽ cái chuyện chúng ta làm các xét nghiệm miễn dịch gen đó, genotype vân vân, thì cũng không phải là chuyện đơn giản để làm, có thể không cần thiết. Như vậy là cứ an toàn sau 3 tháng chúng ta đánh giá lại và có thể xuống thang để mà giảm bớt và làm giảm bớt đi cái dùng của bệnh nhân. Riêng chỗ này thì trước khi sang tới các vấn đề khác thì chúng tôi chỉ có một lời bình thôi, nhưng mà không biết là bệnh viện tin thân nhân